Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin gửi tới toàn bộ quý khách hàng một cái dự án mới 3 căn ở vị trí là thuộc tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội với cái giá chào bán chỉ từ 1 tỷ 650 triệu đồng mọi người ạ. Với nhà thiết kế và xây dựng là 4 tầng đều đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Hôm nay em sẽ quay trong video này một cái căn nhà rất là đặc biệt, có cái sân để xe riêng mọi người nha. Với cái diện tích sân để xe nó đã rơi khoảng tầm 8 đến 10 mét rồi, có cái ngõ riêng mọi người ạ. Căn nhà này gần như là độc lập ở một vị trí và cái mặt tiền của căn nhà thì rất là rộng, mặt tiền 4m2 với hướng nhà là hướng đông nam mọi người nha. Như mọi người nhìn thấy, đây chính là phần cửa chính của ngôi nhà, thiết kế rất là chắc chắn, có một lớp cổng và một lớp cửa. Cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp, đó là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính cường lực mọi người ơi. Đây, kính cường lực. Đây chính là vị trí căn phòng khách của ngôi nhà mà em Ánh đang đứng. Toàn bộ hệ thống điện, đèn led, trần thạch cao, thiết bị vệ sinh cũng như là gạch ốp, gạch lát của ngôi nhà đều đã được hoàn thiện xong hết 100%. Với cái hiện trạng của ngôi nhà này thì mọi người chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Vị trí của ngôi nhà rất là gần với lại nhà văn hóa tổ 14, rất là gần với trường mầm non Hòa Bình, trường tiểu học Yên Nghĩa, rất là gần với lại những trường tư thục ở xung quanh khu vực và rất là gần chợ dân sinh. Từ vị trí của cái căn nhà này mà đi ra tới bến xe Yên Nghĩa cách khoảng tầm 3,5 km, cách với ngã tư Lê Trọng Tấn khoảng tầm 3,5 km, và đặc biệt từ vị trí ngôi nhà cách với lại công viên âm nhạc khu đô thị Đô Nghĩa nó chỉ rơi vào tầm 2 km thôi mọi người nha. Mời mọi người theo em vào phòng bếp của ngôi nhà. Đây chính là căn bếp nhỏ xinh của ngôi nhà mọi người ạ. Với lại hệ thống tủ bếp được thiết kế bằng gỗ MDF chống cong vênh mối mọt, thiết kế cái màu sắc rất là đơn giản, trang nhã với tông màu trắng, nhưng mà lại nổi bật lên cho toàn bộ cái căn phòng khách, tạo cho cái không gian phòng khách nó một sự tươi trẻ. Hệ thống tủ bếp cũng đã được thiết kế đầy đủ phụ kiện bếp rồi mọi người nha. Chất liệu là inox 304. Vòi chậu cũng như là chậu rửa bát cũng đều được lắp đặt đầy đủ. Với cái căn nhà này thì hệ thống điện, hệ thống nước cũng đều được hoàn thiện xong hết rồi. Tầng 1 của ngôi nhà gồm có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở tầng 1 của ngôi nhà cũng gồm đầy đủ về bồn cầu, lavabo, hệ thống máy bơm nước tổng lên cho toàn bộ ngôi nhà. Đây mọi người ơi, có thể nhìn thấy giúp em. Phía ở cầu thang có một cái vách CNC, tấm CNC gỗ này để ngăn cách ở cầu thang và phía phòng khách. Với cái căn nhà này thì được thiết kế ở trên phía tầng 2, tầng 3 là gồm mỗi tầng một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà nhé. Hiện tại mình đang bước chân lên trên phía tầng 2 mọi người ạ. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang của ngôi nhà được thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc của bậc cầu thang được lát đá xanh bình định và khoảng cách bậc ở đây là 80 phân mọi người nha. Thoai thoải rất là rộng. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như sau: một nhà vệ sinh và một phòng ngủ. Thì cái phòng ngủ của cái ngôi nhà này cực kỳ rộng mọi người ơi. Có ban công hướng ra phía bên ngoài, rất là thoáng. Đây ạ. Đây chính là phía ban công của ngôi nhà. Quý khách hàng có thể trồng hoa lan, hoa hồng ở đây, rất là đẹp để trang trí tiểu cảnh. Với cái căn phòng ngủ như em ấy quan sát thì cái căn phòng ngủ này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 22-23 m² đấy mọi người ơi. Toàn bộ đây mọi người có thể nhìn thấy trần thạch cao, đèn led, phần sơn, gạch ốp lát đều đã được hoàn thiện xong hết rồi. Với cái căn nhà và cái phòng ngủ rất là rộng, hướng nhà thì hướng đông nam rất là thoáng. Cái giá chào bán của cái căn nhà này 1 tỷ 650 triệu và em nhấn mạnh lại một chút nha mọi người. Căn nhà này đã có sổ đỏ riêng biệt, đầy đủ giấy tờ pháp lý hợp lệ, giấy phép xây dựng, đồng thời có hỗ trợ cho anh chị với những người mà có nhu cầu vay vốn ngân hàng. Vị trí của cái căn nhà này mọi người chỉ bỏ ra khoảng tầm 7 đến 800 triệu thôi là có thể sở hữu cho mình cái ngôi nhà 4 tầng này rồi mọi người nha. Đây chính là phòng vệ sinh của cái tầng 2.
phòng vệ sinh của tầng 2 đều được ốp gạch 30-60 lên tới 2/3 của trần, có đầy đủ hệ thống bồn cầu, sen tắm, sen cây nóng lạnh, lavabo, gương tắm, đầy đủ phụ kiện và đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng mọi người nha. Ở đây hệ sử dụng hệ thống nước sạch quận Hà Đông, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm ạ. Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm một phòng vệ sinh và một phòng ngủ rất là rộng mọi người nhá. Phòng vệ sinh ở đây thì là được thay thế hệ thống sen cây bằng hệ thống sen tắm thường, còn lại là về bồn cầu cũng như là mọi phụ kiện thì là đều tương tự như tầng 2. Mời mọi người theo em vào phía cái căn phòng ngủ tầng 3 đây, rất là rộng. Toàn bộ ống chờ, dây chờ, át chờ điều hòa của từng phòng đều đã được chủ đầu tư lắp đặt riêng cho mình rồi mọi người nhá. Đây, át đây, dây điện đây, ống chờ. Và cái phía phòng ngủ tầng 3 này cũng là có lan can hướng ra phía bên ngoài, mở được cửa ra mọi người nhá. Phòng ngủ thì rất là rộng, rất là dễ kê đồ đạc, giường, tủ, bàn phấn nhá. Và phần cuối cùng mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Và đây chính là phía tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 của ngôi nhà, khi bước chân lên trên phía tầng 4, mọi người có thể nhìn thấy giúp em có một cái giếng trời để lấy toàn bộ khu vực ánh sáng xuống cho phía cầu thang, rất là thoáng. Trên tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế cũng có một phòng vệ sinh đây, và có một phòng thờ, đồng thời có một sân phơi mọi người nha. Với một cái căn nhà và diện tích như thế và thiết kế rất là hợp lý, đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng, đây chính là phía phòng thờ của ngôi nhà. Có cửa sổ hướng ra phía bên hông này, rất là thoáng mọi người ạ. Đầy đủ ánh sáng cũng như là không khí vào trong cái căn phòng này. Đây chính là phần sân phơi. Đó, phần sân phơi đây mọi người ơi, rất là rộng. Từ vị trí của ngôi nhà này mà cách với trường mầm non, trường tiểu học nó chỉ rơi vào khoảng tầm 400m thôi, có thể đi bộ được mọi người ạ. Và chợ dân sinh cũng thế, cũng cách chỉ khoảng tầm 200m thôi. Vị trí của cái căn nhà này thì là rất là gần với những khu dân cư, cũng đồng thời là với lại toàn bộ cái không khí xung quanh này có rất nhiều cây xanh, tạo nên một cái không khí rất là thoáng đãng. Ngoài khu vực, ngoài cái video em Ánh đang quay, mọi người đang nhìn thấy, thì em Ánh còn rất là nhiều những vị trí khác. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa, muốn được tư vấn thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.